Ê yo, keng keng, alo alo, yeah, Danny boy. Yo, tôi sẽ kể về chuyến hành trình bắt chiếc của tao. Tao chia tay bạn gái cũ, xong rồi tao đi kiếm gái ngủ. Tao đi cà phê vũ, ok ok là cà phê luôn. Tao nói tao mất nhà mất cửa, em thấy tội nghiệp tặng tao thêm một suất nữa. Quá phê, tên là quá phê, miệng tao chê chê như con cá chê. Xong rồi tao làm quen được em 2k5, xin số điện thoại ở dưới hầm cái xe. Xong rủ em đi chơi, da qua đùng má em quá đẹp. Lần thứ nhất dẫn em đi nhà hát, lần thứ hai dẫn em lên trên sân thượng. Chiều có nhạc hip hop, chiều chiều có nhạc hip hop. Em thấy quán quá sang nên em chụp hình, đành lên đúp với mấy đứa bạn ta đang đi chơi. Hùng em mà em đéo chịu, đủ má anh muốn nhảy lầu giống như người dơi. Xong rồi bữa sau ta đi chơi, cắn nữ viên mô lì. Quẩy 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 ta đi quá lì. Mấy thằng lộn mới quen gọi ta là chiến binh mùa đông. Tao đang ngồi bú bông, vuốt mặt vuốt má tao còn quá nông. Xong rồi sáng mai đi về, tao lại nhớ lại hết những câu thề. Tao cảm giác đang thất tình, tao nhớ người yêu của tao như bức hình. Tao quay lại tao kiếm em, em không chịu quay với tao. Cho nên tao cứ chờ chờ, cho nên tao đứng trước quán tao cứ khờ khờ. Mỗi lần em đi ra bưng đồ ăn cho người ta tao sờ sờ. Sờ sờ tao lại nói chuyện thật là sờ lờ. Sờ lờ thì muốn sờ lờ. Khờ khờ bờ 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 cờ sờ. A B C D bây giờ cờ. Hờ 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 hờ.